nghi vấn con ông cháu cha, hưởng điểm thi khống, lãnh đạo Hà Giang nói gì? Tại cuộc họp báo diễn ra, chiều ngày 17 tháng 7, nhiều ý kiến đưa ra câu hỏi chất vấn, Ban chỉ đạo thi, Trung học phổ thông quốc gia, của tỉnh Hà Giang rằng, đã xác định được động cơ. Mục đích của việc sửa điểm, là vì vụ lợi kinh tế, hay nguyên nhân nào khác? Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho hay, là trưởng Ban chỉ đạo thi, Trung học phổ thông quốc gia, tỉnh Hà Giang, tôi xin nhận trách nhiệm. Vì đã để xảy ra sự việc này, tôi cho rằng, động cơ của sự việc này, là không trong sáng. Trước những câu hỏi, liên quan đến điểm số. Còn cháu các lãnh đạo, thi Trung học phổ thông quốc gia, ông Quý cho hay. Trong một kỳ thi, có nhiều đối tượng thi. Con em của lãnh đạo thi. Người thân của lãnh đạo thi, nhưng tôi nghĩ, không có chuyện, lãnh đạo nói, phải đưa con tôi vào trường đại học nào cả. Tôi nghĩ rằng, không có chuyện đó. Nếu sai ở đâu, sai ở mức độ nào và vào ai, thì chúng tôi sẽ trả lời sau, vì cơ quan điều tra. Vẫn đang thẩm định, làm việc. Ông Quý cho hay, khi phát hiện ra sự việc sai phạm, thì phải xử lý một cách nghiêm túc. Vào ai, vi phạm vào điều nào, khoản nào, thì chúng ta sẽ xử lý. Nếu đúng tội phải khởi tố thì khởi tố, hoặc không cảnh cáo. Hay đuổi việc cũng làm. Chia sẻ thêm về sự việc, điểm thi bất thường, theo ông Quý, có những điều không lường trước được. Đây cũng là bài học xương máu, để giáo dục Hà Giang có những giải pháp để khắc phục. Về cán bộ vi phạm và trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, trách nhiệm trước hết, thuộc về Ban chỉ đạo, thứ hai là Hội đồng thi của Hà Giang. Trách nhiệm đến đâu sẽ xử lý đến đó, chúng tôi không thoái thác trách nhiệm. Về nghi vấn, bố mẹ mua điểm cho con, thì chúng ta phải chờ thời gian, để cơ quan pháp luật vào cuộc. Nếu đúng như vậy, thì sẽ theo quy định của pháp luật để xử lý. Giao Bộ Công an làm nghiêm. Tối ngày 17 tháng 7, thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, xét báo cáo số 2956, Bộ Giáo dục Quản lý Chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xử lý điểm thi bất thường, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo điều tra. Xử lý nghiêm các sai phạm, theo đúng quy định của pháp luật. Trao đổi với phóng viên ngay sau buổi họp báo, công bố kết quả rà soát. Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyên Phó Giám đốc, Đại học Quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh nhận định. Vi phạm này liên quan đến hơn 100 thí sinh. Chứ không chỉ vài thí sinh, thì chắc chắc vụ việc, phải có chuẩn bị trước, mới có thể quy tụ tập hợp, lên danh sách được. Một số đông thí sinh như vậy. Theo ông, cần xác định được trách nhiệm của lãnh đạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Và đặc biệt, xác định được các phụ huynh, thí sinh liên quan đến đường dây này. Còn rất nhiều câu hỏi đặt ra như Vũ Trọng Lương, có từng gian lận thi cử, những năm trước đây hay không, và liệu còn có những Vũ Trọng Lương, ở các sở giáo dục và đào tạo khác hay không? Về phía học sinh, tôi cho rằng, phụ huynh chịu trách nhiệm chính, khi dùng tiền bạc, hay quyền lực, để mua điểm cho con em mình theo cách đó. Và cũng phải xử lý trước pháp luật, ông Nghĩa bày tỏ. Bê bối điểm thi Hà Giang, công an mở rộng điều tra, để tìm đồng phạm. Tại họp báo chiều ngày 17 tháng 7, về điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018, tại Hà Giang. Đại diện Bộ Công an cho biết, sẽ xem xét mở rộng điều tra, để xem có đồng phạm giúp sức, cho ông Vũ Trọng Lương hay không. Chiều nay ngày 17 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, tổ chức họp báo, công bố chi tiết những sai phạm. Liên quan đến điểm thi, bất thường tại Hà Giang. Chủ trì cuộc họp, có ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí. Và kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 của tỉnh Hà Giang, đại diện Sở Thông tin Truyền thông, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang. Ông Trần Đức Quý cho biết, là trưởng ban chỉ đạo, ông xin nhận trách nhiệm. Vì để xảy ra sự việc trên, có những cái chúng tôi không thể lường trước, có những cái yếu nghiệp vụ và chuyên môn, nên đã để xảy ra chuyện này. Động cơ của việc chắc chắn là không trong sáng. Đương nhiên trong một kỳ thi có nhiều đối tượng, bao gồm cả con các lãnh đạo. Tuy nhiên, tôi nghĩ không có chuyện, lãnh đạo lại đi yêu cầu, sửa bài cho con. Chúng tôi sẽ làm rõ. Và trả lời sau, ông Quý nói. Ông Quý cho biết thêm, tỉnh Hà Giang sẽ lấy kết quả của chấm thẩm tra lần này, để chốt lại số điểm cuối cùng của các em. Về trách nhiệm của Giám đốc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Vũ Văn Sử, trách nhiệm đến đâu, chúng tôi sẽ xử lý đến đó. Chứ không thoái thác.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã vào cuộc để có câu trả lời với dư luận. Chúng tôi không dung túng. Với những việc làm sai, chúng tôi đã làm hết sức mình, còn trách nhiệm và việc xử lý đến đâu, chúng tôi xin chấp nhận. Sau khi phát hiện ra, phải xử lý nghiêm túc, ai vi phạm điều nào, khoản nào phải xử lý. Nếu đúng tội sẽ khởi tố. Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang khẳng định, về vai trò của ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh. Đại diện của A83, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an, cho biết, hàng năm, máy tính để quét xác nhận, được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang phân công cho ông Vũ Trọng Lương, Phó phòng khảo thí của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, phụ trách trực tiếp. Ông Lương cũng được phép sử dụng máy tính này để thao tác vị trí công việc hàng ngày và có kết nối mạng. Vào ngày 27 tháng 6, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án thi, ông Lương đã lên mạng, tải toàn bộ những kết quả này vào phần mềm Excel, sau đó đã sử dụng cách thức này để làm sai lệch kết quả thi của nhiều thí sinh. Ngoài ra, kiểm tra điện thoại của ông Lương có nhiều tin nhắn, cuộc điện thoại liên quan đến việc nhờ vả làm sai kết quả thi. Ông này đã chuyển toàn bộ bài thi, mở khóa niêm phong, rút bài từ các túi bài thi, từ điểm chấm thi tại trường chuyên Hà Giang, mang về Sở Giáo dục và Đào tạo thao tác trong 2 tiếng để thao tác việc tẩy xóa bài thi. Camera của Sở Giáo dục và Đào tạo đã ghi lại toàn bộ những hình ảnh thể hiện hành vi pha mờ tội của ông Lương. Ông Lương đã lấy file xử lý đáp án, dán vào file test, chỉ mất 6 giây, cho một trường hợp, cho việc thực hiện. Chúng tôi đã yêu cầu anh ấy thực hiện và quay lại toàn bộ. Chỉ mất 6 giây một trường hợp, đại diện A83 cho hay. Như vậy, chúng tôi thấy quy trình bảo mật liên quan đến giám sát của công an, cũng như của thanh tra bộ, thanh tra sở là chưa chặt chẽ để cho anh Lương có thể thực hiện cả một quá trình mà các thành viên trong ban giám sát vẫn đang ngồi đây. Những thành viên khi tham gia giám sát cũng không nắm được quy trình và thao tác nên để cho anh Lương qua mặt. Về việc này, đấy là khe hở mà chúng tôi nghĩ cần phải củng cố để đảm bảo cho các kỳ thi sau, đại diện A83 bổ sung thêm. Được biết, quan sát qua camera của sở thì không thấy có thêm cá nhân nào hỗ trợ với ông Lương trong việc thực hiện hành vi sai phạm trong suốt 2 giờ đồng hồ. Qua kiểm tra trên máy tính ông Lương, vẫn còn dữ liệu điểm của năm 2017. Bản thân ông Lương cũng tự nguyện chuyển giao máy tính để tổ công tác mang về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc xác minh và tiếp tục sẽ do Bộ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cụ thể, khi đó các đơn vị sẽ tiếp tục. Đại diện A83 cũng cho biết, với khối lượng lớn các bài thi và chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, một mình ông Lương làm là việc không thể. Cơ quan chức năng sẽ xem xét mở rộng điều tra để xem có đồng phạm giúp sức hay không. Gian lận thi cử ở Hà Giang, 114 thí sinh được phù phép tăng điểm sẽ ra sao? Sau công bố chính thức về kết quả điều tra gian lận thi cử tại Hà Giang của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 114 thí sinh với hơn 330 bài thi đã được nâng điểm so với ban đầu. Sẽ bị xử lý như thế nào? Tại cuộc họp báo chiều nay, ngày 17 tháng 7, liên quan vấn đề này, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Hội đồng chấm thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra quyết định lấy kết quả chấm thẩm định được sử dụng để thay thế cho toàn bộ kết quả chấm bài thi trắc nghiệm do Hội đồng thi, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 11 tháng 7. Kết quả chấm thẩm định này được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2018, theo quy chế. Như vậy, tất cả thí sinh đã được nâng điểm sẽ phải nhận kết quả điểm thực sau khi chấm thẩm tra. Đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định tiêu cực thi cử ở Hà Giang đã tạo hình ảnh vô cùng xấu xí, chúng ta nhất định phải xử lý quyết liệt, không thể để một vết bùn đen như vậy làm vấy bẩn lên tâm lý của thí sinh, gia đình, xã hội về kỳ thi này. Đây cũng là bài học để chúng tôi tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm để hướng tới một kỳ thi sạch, nghiêm túc trong tương lai. Còn ông Trần Đức Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia của Hà Giang cho biết, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lại công bằng cho các em. Trong báo cáo về kết quả thanh tra, có những cái chúng ta không lường hết được, như tâm lý thí sinh, gia đình, niềm tin của xã hội. Đây chính là bài học xương máu, để thời gian tới, chúng ta phải khắc phục. Trước mắt,
sẽ lấy kết quả chấm lại, thay thế điểm cũ, và công bố lại cho thí sinh. Cũng tại cuộc họp, trả lời câu hỏi, sai phạm này xuất phát từ động cơ nào? Trách nhiệm của lãnh đạo, Sở Giáo dục và Đào tạo ra sao? Theo ông Quý, việc sai pha mờ này, trước tiên là động cơ không trong sáng. Về trách nhiệm của Giám đốc, Sở Giáo dục và Đào tạo Vũ Văn Sử, trách nhiệm đến đâu, sẽ xử lý đến đó, chứ không thoái thác. Chúng tôi không dung túng với những việc làm sai. Chúng tôi đã làm hết sức mình. Còn trách nhiệm và việc xử lý đến đâu? Chúng tôi xin chấp nhận, ông Quý nhấn mạnh.